cũng mừng ai ba gì ra ba gì đi cùng ba gì này đêm nay bao con người về đâu rồi mãi ai ca duy căn nhà gần xa vắng dài mái chèo khoan thay chứ sông anh bộ con người về đâu hay sao chẳng cùng xuống cầu về đâu hay sao chẳng cùng xuống cầu ba mươi sáu ba mươi sáu ba mươi sáu còn ba mươi sáu ba mươi sáu khi mới quen nhau hay nắm tay dặn dò là tôi với bồ tôi sao bà đau vậy? Ủa gì dặn dò thì phải đau chứ? Dặn dò à? Ôi mẹ hát ủa đúng chính bản mẹ. Ủa đây nè bà, ủa bọn ta hát cái gì cái mình làm vậy hả? Ủa đúng rồi đúng không? Đúng rồi mình hát cái gì là cùng phải gì rồi? Đúng rồi mẹ hát lời đi, hát lời đi. Số gì đây quen gì đâu? Đúng rồi, tôi hát cái gì là bà phải bù quả cái đó. Hát đúng rồi, hát lại nha. Yo. Yo, hey, hey. Khi mới quen nhau, anh hay nắm tay em lộn. Ủa, kìa, mượn coi. Trời ơi. Trời ơi. Ở mặt trời ơi. Nó có khớp luôn. Trời ơi. Ờ, nó có khớp luôn đó. Cái túi sắt. Cái túi sắt quý vị. Trời ơi, cái này mà mưa hứng được nước luôn quý vị. Rồi, đổi cái chơi chơi. Hửi cái coi, lấy lọc đầu năm nè. Hửi cái. Đổi cái đi, nhạc nghe lời chị đi. Đâu có phải ai muốn chơi BD cũng chơi được đâu em. Trời ơi. Trời sao đã điểm ngay em rồi em chơi BD. Su ơi, chơi BD cho ba má vui. Su ơi, em biết cái này cái gì không? Cái gì vậy chị? À, cái đồ lượt cá mà. Chú quay gì nhiều đó. Để chẳng hỏi. Ý, trời ơi, cái đồ lượt cá. À, cái hạt chết mẹ. Lượt cá nhìn cái hành cá cha rồi. Rồi, gia số gì ơi. Chúng tôi không tin dụng bánh mèo lần gặp đi. Chúng ta cùng với giống một chỗ lại. Bây giờ còn ai đọc giải nên bước lên giùm em luôn nha. Rồi đọc, rồi quá cho người đọc giải đúng người. Sáu người đọc giải rồi quý vị. Rồi 6, 2, 4, 5. Năm người đọc giải. Bốn con là chị chờ luôn hả? Hơi nó giận. Rồi chúng tôi về dòng lần này chúng ta đã có 5 chữ nhau may mắn đọc giải trong loại này. Và xin mời trai sẽ đọc đó là ký hiệu. Dâm loại. Dâm loại 840. 840 đủ ký hiệu đúng dâm loại. 12 12 có 1. 24 có 2. 32 có 3. 57 có 4. Rồi chữ nhau đầu tiên hợp lệ. Dâm loại 631. 631 đúng ký hiệu đúng dâm loại luôn. 32 có 1. 12 có 2. 24 có 3. 57 có 4. Trời chủ nhân thứ hai hợp lệ. Dòng loại 754. Dạ 75 75 75 mấy hay đọc kiểm là dùm em khoa 754 754 đúng cái hiệu đúng dùm loại. 32 có 1. 12 có 2. 24 có 3. 57 có 4. Dòng loại 840. Dạ 840 đúng cái hiệu đúng dùm loại. 32 có 1. Số 4 có 2. 19 có 3. 28 có 4. Dòng loại 631. Trời đúng rồi. 32 có 1. Số 4 có 2. 19
Có ba. 28. Có bốn. Rồi kính thưa quý vị, em đã có ba chàng trai, mỗi người cùng có ba ông nha. Vâng, kính thưa quý vị, dòng đời này đã có 5 chủ nhân may mắn đoạt giải và qua tổ hợp về những con số. Rồi, mình lấy những tặng phẩm đi kèm mình tặng luôn nha. Đó là một bao lì xì thần tài mã vàng đến từ khách hát lớn tuổi Hương Nam. Kính chúc anh chị sẽ thật nhiều sức khỏe và thật là may mắn, phát tài phát lộc. Và một bữa trưa của hệ thống Mỹ Khoa Sài Gòn Tâm Đức à. Dạ rồi quý vị, bây giờ nè, một chỉ vàng mình chia đều hay là mình quay số mấy anh chị? Chia đều nha, mỗi người nhận phong bao lì xì 1.050.000 đồng. Đó là một chỉ vàng 5.2 triệu chia đều. Em bù 50. Kiểm tra bao lì xì nha. Bao lì xì chị nào thiếu báo lên liền giùm em nha. Rồi, chị kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những giây phút nghỉ giải lao giữa giờ. Quý vị lưu ý đó là khi quý vị tới đây rồi mình tốn tiền đó là 5.000 đồng cho một cái ghế đúng không quý vị? Mình trả là 30. Tuy nhiên là mình sẽ nhận về một cái phiếu 25.000. Để mà mình ăn uống thì coi như cái ghế có 5.000 cho quý vị đó. Nhưng mà cái ghế này phần 1 và phần 2 đều thuộc về quý vị hết, cho nên tới khi nào kết thúc chương trình thì mới thôi. Cho nên khi mà một lát nữa quý vị đi ăn uống hoặc là đi qua đây mình xem chương trình nhạc nước miễn phí bên Đầm Sen quý vị, mình ghế xếp thì mình xếp lại, còn cái ghế mũ á mình úp vô cái bàn nha quý vị nha. Ghế nào mà quý vị lát lợi ngồi nữa đó mình úp lại, để mà nhiều khi mấy chị tiểu thương hoặc là khách mới người ta không biết, người ta tới người ta ngồi vô ghế đó thôi quý vị nha. Rồi, và những cái phút nghỉ giải lao như vậy, xin mời quý vị đi theo hướng này quý vị. Chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong công viên văn hóa Đầm Sen để xem chương trình nhạc nước được đầu tư 60 tỷ đồng quý vị nha. Và thay mặt khán giả Hương Nam cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và rất nhiều. Hấp dẫn và giá trị đến từ cả đám luôn tươi nam. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời và kính